Xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì trên tay em đang là chiếc đồng hồ Orient. Đang bị vỡ mặt kính. Chiếc đồng hồ này thì của khách hàng bị rơi nên là bị vỡ. Thì khi mà rơi vỡ mặt kính như thế này thì anh em nhớ đi thay ngay, bởi vì là nếu như không thay thì rất dễ bụi bẩn sẽ vào trong máy của đồng hồ và sẽ rất dễ khi mà cái mặt kính bị vỡ ra thì dễ làm xước cái mặt kính, cái mặt của đồng hồ, cái mặt này rất là khó làm lại thì mình phải đi thay ngay. Thì mời anh em một lát nữa sẽ thấy cái kỹ thuật của AutoWatch thay thế cái mặt kính như mới. Đây là chiếc Orient sau khi một kỹ thuật của AutoWatch đã thay thế chiếc mặt kính bị bể vỡ trước đấy. Thì mặt kính cũ của chiếc đồng hồ Orient này là kính khoáng bị xước. Khi mà thay mặt kính mới này thì khách hàng đã thay mặt kính sapphire chống xước. Như mọi người có thể thấy chống xước rất là tốt, không hề bị xước. Chiếc đồng hồ lại tiếp tục như mới mà lại còn có tính năng chống xước nữa, chạy rất là mượt. Thì nếu mà anh em nào mà muốn thay mặt kính của chiếc đồng hồ Orient thì có thể qua các địa chỉ của AutoWatch để thay thế. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.